Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 5 Tây tháng 2 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có những bản tin gửi đến quý vị thính giả như sau. Jeremy Raskin dự đoán bản cáo trạng gần như không thể tránh khỏi của Donald Trump. Giải pháp tào lao đối với khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc của Donald Trump Jr. Thủ tướng Nhật sa thải phụ tá sau bình luận không muốn thấy người trong cộng đồng LGBT. Và bài bình luận vào cuối chương trình, cơ hội kiếm tiền bẩn thỉu của Twitter, Facebook, đó là bầu cử 2024 và Donald Trump. Kính thưa quý vị, dân biểu Jeremy Raskin của Maryland đã dự đoán rằng cựu tổng thống Donald Trump, ông ta đang phải đối mặt với một bản cáo trạng hình sự gần như không thể tránh khỏi. Jeremy Raskin, người phục vụ trong ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1, đã giải tán ngay trước khi đảng Cộng Hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện, đã đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn do MSNBC đăng tải hôm thứ Sáu. Ông lập luận rằng một bản cáo trạng có thể xảy ra vì có bằng chứng rõ ràng rằng Trump đã dàn dựng vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021 vào điện Capitol. Ông Raskin nói rằng việc buộc tội gần như là không thể tránh khỏi bởi vì bằng chứng quá nhiều và đầy đủ, cũng như không thể đảo ngược hay phủ nhận. Nếu ông ta bằng cách nào đó thoát khỏi tầm kiểm soát của hệ thống tư pháp hình sự ở đất nước này, thì đây sẽ là một điều đau đớn cho đất nước và cho hàng triệu triệu con người vẫn tin rằng chúng ta có một hệ thống tư pháp nghiêm minh và đúng đắn. Jeremy Raskin nhấn mạnh rằng khả năng phạm tội của Trump đối với ít nhất một trong các cáo buộc hình sự mà ông ấy có thể phải đối mặt, đó là can thiệp vào một thủ tục tố tụng liên bang, là đầy đủ và rõ ràng chứng cứ. Dân biểu Jeremy Raskin lập luận rằng phong trào Stop the Steal được truyền cảm hứng từ các thuyết âm mưu gian lận bầu cử của cựu tổng thống và nhằm mục đích là ngăn chặn chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của tổng thống Joe Biden. Và ông Raskin cũng mô tả cựu tổng thống là người đàn ông đã dàn dựng âm mưu cho một cuộc đảo chính. Về cơ bản, ông ta là một tội phạm đúng nghĩa. Nhưng mà cuối cùng, chúng ta phải cố gắng tin rằng hệ thống tư pháp sẽ hoạt động. Ủy ban ngày 6 tháng 1 đã chuyển hồ sơ của Trump đến Bộ Tư pháp với khuyến nghị buộc tội Donald Trump vì đã âm mưu lừa gạt chính phủ, đưa ra tuyên bố sai sự thật với chính phủ và kích động nổi dậy. Cố vấn đặc biệt Jack Smith đã được chỉ định vụ án của Trump vào tháng 11 và sẽ quyết định có nên tiến hành truy tố hay không. Ông Jeremy Raskin có một niềm tin cho rằng Trump có thể dành những ngày còn lại của cuộc đời tội lỗi của mình sau song sắt, có lẽ là với các nhân viên mật vụ. Đó là lời của ông Jeremy Raskin, thưa quý vị. Nhưng đó là những hy vọng quá lạc quan của ông Jeremy Raskin. Bởi vì riêng đối với tôi thì chuyện đó tôi tin chắc là không bao giờ xảy ra. Trump có thể nhận nhiều cáo trạng, có thể bị truy tố nhiều lần, nhưng mà ở tù thì không. Và bản tin thứ hai, kính thưa quý vị. Giải pháp tào lao đối với khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc của Donald Trump Jr. Kính thưa quý vị, một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đã bay trên lục địa Mỹ, chính xác là trên bầu trời tiểu bang Montana. Và mặc dù các quan chức Trung Quốc họ tuyên bố khinh khí cầu này chỉ là nghiên cứu khí tượng, thời tiết, chứ không phải do thám, nhưng mà sự hiện diện của nó khiến cho một số người, chẳng hạn như dân biểu James Comer, lo lắng rằng nó có thể mang theo vũ khí sinh học. Sau khi ngũ giác đài quyết định không bắn hạ khinh khí cầu giám sát
vì lo ngại có thể làm tổn thương những người dưới mặt đất, thì người con trai cả của Donald Trump đã khuyên lên tiếng khuyên người dân Montana hãy tự giải quyết vấn đề và tự mình bắn hạ khinh khí cầu. Kính thưa quý vị, người con trai cả của Donald Trump là Donald Trump Jr. đã tweet rằng nếu chính phủ Biden sợ Tập Cận Bình không dám bắn rớt khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc, thì anh chàng ngựa non háo đá này đề nghị cư dân Montana hãy tự bắn khinh khí cầu rớt xuống. Nghe qua thấy hơi buồn cười cho trí tuệ thiểu năng của dòng giống Donald Trump. Đúng là cha nào con nấy quý vị. Bởi vì điều đó về mặt vật lý là chuyện không thể làm được. Người cha thì từng đưa ra những đề xuất ngu không thể tả, như là chích thuốc lau chùi sàn nhà vào trong cơ thể để ngừa coronavirus, hay là đề xuất thả một quả bom hạt nhân vào ngay mắt bão Nikin năm 2019 để phá tan nó, giữ cho nước Mỹ an toàn. Nhưng mà cũng may mắn là quyết định đó đã không được thi hành. Chứ nếu không thì cả nước Mỹ giờ đây có lẽ đã biến thành những vùng đất hoang vu, không có bóng người. Giờ thì đến người con thiên tài nghĩ ra chuyện lấp biển vá trời, lấy súng trường bắn lên trời, mà không hiểu súng trường bắn được bao xa. Đúng như vậy thưa quý vị, anh chàng láo cá này đã yêu cầu cư dân Montana bắn súng lên trời và một khinh khí cầu đang bay trên 60.000 feet. Và nhiều người dùng Twitter cảm thấy bắt buộc phải lưu ý đến sự ngu ngốc của đề xuất ngu xuẩn này. Nhiều người đã chỉ ra rằng vấn đề thực tế nhất là khinh khí cầu bay rất cao trên bầu trời với độ cao 60.000 feet, tức là khoảng 18 km. Nó cao hơn hẳn đường bay của phi cơ thương mại chỉ từ 30 cho tới 45.000 feet. Một số người lưu ý rằng việc những viên đạn từ trên trời rơi xuống sau khi không thể tìm đường đụng đến khinh khí cầu là đã có thể gây nguy hiểm cho những người dưới mặt đất rồi. Nhưng mà khá nhiều người khác thì mỉa mai rằng với kế hoạch của một thiên tài cỡ Donald Trump Jr. đã chứng tỏ anh ta có thể kế thừa sự nghiệp dối trá, khoái nổ của cha anh ta. Và quan trọng hơn cả là anh ta đã chứng minh rằng anh ta đúng thực sự là con trai của cha mình, không phải con của ông hàng xóm. Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, thưa quý vị. Và bản tin thứ ba, đó là Thủ tướng Nhật sa thải phụ tá sau bình luận không muốn thấy người trong cộng đồng LGBT. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 4 tháng 2 cho biết ông đã sa thải một phụ tá thân cận sau khi những bình luận kỳ thị cộng đồng LGBT từ người này được lan truyền rộng rãi trên truyền thông báo chí. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết những bình luận của ông Masayoshi Arai, một trong những trợ lý thân cận, đã buộc nội các phải xem xét về tương lai của ông. Nhận xét của thư ký Arai là hoàn toàn mâu thuẫn với chính sách của chính phủ và không thể tha thứ được. Kyodo dẫn lời ông Kishida cho hay. Theo Japan Times, thì ông Kishida khẳng định mình xem vấn đề này rất nghiêm trọng và đã quyết định người khác để kế nhiệm ông Arai. Trước đó trong một cuộc gặp kín với phóng viên tại văn phòng thủ tướng, ông Arai là quan chức thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, cho biết là mình không muốn sống cạnh một cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT, thậm chí không muốn nhìn thấy họ. Ông cũng nói là nếu Nhật Bản cho phép hôn nhân đồng giới, thì điều này sẽ thay đổi cấu trúc xã hội và có khá nhiều người sẽ rời xa đất nước này. Vị quan chức đó đã xin lỗi vì cách diễn đạt gây ra hiểu nhầm và rút lại các bình luận khi truyền thông Nhật Bản công khai câu chuyện này. Và ông cũng nói những nhận xét này không phản ánh suy nghĩ của Thủ tướng Kishida. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Kishida phát biểu tại một phiên họp quốc hội vào tuần trước về việc công nhận hợp pháp hôn nhân đồng giới và nói rằng
chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận khi xem xét vấn đề, vì điều này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc gia đình Nhật Bản. Nhiều thành viên của đảng cầm quyền Dân Chủ Tự Do đã phản đối hôn nhân đồng giới với lý do bảo vệ các giá trị truyền thống của đất nước, chẳng hạn vai trò phụ nữ trong nuôi dạy con cái. Và chúng ta cùng bước vào bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề cơ hội kiếm tiền bẩn thỉu của Twitter, Facebook, đó là bầu cử 2024 và Donald Trump. Kính thưa quý vị, công ty Twitter của Elon Musk đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với Donald Trump, dù ông ta chưa chính thức quay trở lại. Nhưng mà rồi Facebook và Instagram cũng theo bước chân của Twitter cho phép Donald Trump quay trở lại, bất chấp những phản đối từ giới dân sự. Điều này thực sự ra nó cũng không có gì là khó hiểu. Tất cả chỉ vì tiền, quá đơn giản. Những lời nói dối, phân biệt chủng tộc, kích động bạo lực của Donald Trump sẽ đem đến một lượng truy cập khổng lồ trên phương tiện truyền thông xã hội. Chính vì vậy tất nhiên họ muốn ông ta quay trở lại, đó là điều đơn giản để hiểu. Nhưng mà dù các giám đốc điều hành của Meta là công ty mẹ của Facebook và Instagram, thì dù Elon Musk là ông chủ của Twitter, tất cả họ đều biết rõ là chính Donald Trump đã kích động một cuộc nổi dậy bạo lực 2 năm trước đây. Nhưng mà sâu thẳm bên trong suy nghĩ của những businessman này, thì điều đó đối với họ là hoàn toàn vô nghĩa. Khi mà Ủy ban Hạ viện điều tra cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, họ đã đưa ra kết luận rằng nguyên nhân chính của ngày 6 tháng 1 đến từ một người đàn ông. Đó là cựu tổng thống thứ 45, có tên Donald Trump. Ông ta không chỉ ca ngợi cuộc nổi dậy, mà chính ông ta là người đã dẫn dắt họ trở thành những người nổi loạn. Nhưng mà sau 2 năm, ông ta vẫn là một cựu tổng thống. Ông ta vẫn đang an toàn trên xa lộ và không phải chịu trách nhiệm bất cứ gì về những chuyện đã xảy ra một ngày đáng xấu hổ cho nước Mỹ. Thế nên cả Twitter và Facebook, Instagram đều nhận thấy trách nhiệm pháp lý nó không ảnh hưởng gì đến người đàn ông quyền lực này. Và ông ta có thể trở lại để giúp cho lưu lượng truy cập đến các nền tảng này dồi dào, sôi nổi như trước đây là điều mong muốn họ cho là hợp lý, dễ kiếm tiền. Nhưng thưa quý vị, hãy đọc những gì mà ông ta đang post hàng ngày hiện nay trên nền tảng riêng của ông ta, đó là Truth Social. Toàn là những lời miệt thị, nhục mạ, tấn công người khác, loan tin sai trái, thuyết âm mưu, tất cả vẫn như trước đây, không có gì khác cả. Vậy thì ai có thể đoan chắc hay là bảo đảm rằng khi mà ông ta quay lại post trên Twitter, Facebook, thì giọng điệu và cách hành xử và cách hành văn của ông ta sẽ đúng đắn hơn, tôn trọng người khác hơn và thân thiện hơn? Ai dám đoan chắc điều đó? Thưa quý vị, chủ nghĩa phát xít, sự cố chấp, sự tàn ác của Trump, nó đều thu hút sự chú ý từ người hâm mộ ông ta, cũng như những người ghét ông ta. Và nó tạo ra một hiệu ứng tham gia, ủng hộ và chống đối trên các nền tảng mạng xã hội. Và những ông chủ thực sự của Twitter, Facebook, họ chỉ cần có thế thôi là tiền sẽ chạy vào túi họ nhiều hơn, nhiều hơn khi mà không có Donald Trump. Donald Trump đã khiến cho những người theo chủ nghĩa tự do tức giận. Donald Trump đã khiến cho những người hâm mộ của ông ta tức giận với những người theo chủ nghĩa tự do. Họ gây ra ẩu đả, nói xấu nhau, miệt thị nhau, tấn công nhau và khuyến khích những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội. Mỗi bài đăng của Donald Trump tạo ra một số lượng lớn các bài đăng ngược lại, cả khen ngợi và lên án ông ta.
Và đây chính là mong muốn của những tên businessman ham tiền mà bỏ qua sự nguy hiểm cho người Mỹ nói riêng và cho thế giới nói chung. Với Twitter, có thể quyết định của Elon Musk nhằm khôi phục tài khoản Twitter của Trump bắt nguồn từ quan điểm chính trị cánh hữu của chính Elon Musk cùng một bè một phái với nhau. Nhưng mà một lý do khác, đó chính là vì tiền. Vì Trump đã là nhân vật chính trên Twitter trong 4 năm cầm quyền. Và một phần tình hình tài chính đang bị xói mòn nhanh chóng của Elon Musk đối với cả hai công ty Twitter và Tesla đang gặp nguy hiểm. Nền dân chủ không có ý nghĩa gì cả đối với những nhà độc tài và đối với những businessmen. Đối với cả hai, chỉ có quyền lực và tiền bạc là quan trọng nhất. Facebook và Instagram của Meta đang ở trong một tình cảnh tương tự như vậy. Công ty tiếp tục bị thua lỗ và phải sa thải nhân viên khi mà tỷ lệ người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook giảm và những người trẻ tuổi rời bỏ nền tảng này để đến những nơi sinh hoạt online mới như là TikTok. Nhưng mà tại thời điểm này, Facebook có rất ít sự lựa chọn ngoài việc dựa vào cơ sở người dùng mà họ đã và đang có, và hy vọng sự trở lại của Trump sẽ giúp cho nền tảng Facebook sôi nổi trở lại, lôi kéo những người đã từng rời bỏ Facebook và đón chào những thành phần mới đến với những bữa tiệc thuyết âm mưu và bạo lực, tranh cãi và miệt thị lẫn nhau, chửi rủa và đấu đá tưng bừng giữa hai phe ủng hộ và chống Trump. Và rồi các nền tảng như vậy thì sẽ bừng lên sức sống, và dĩ nhiên tiền sẽ vô nhiều hơn, bất kể là xã hội, con người, đất nước và nền dân chủ có lâm vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào, họ bất cần điều đó. Kính thưa quý khán thính giả, đối với khả năng Trump quay lại Twitter, nó trở nên trầm trọng hơn vì mọi lời nói và hành động khiêu khích của ông ta đều được đưa tin rộng rãi. Nhưng mà thành thật mà nói, việc ông ta nếu quay lại Facebook, thậm chí nó còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Trên Facebook, Donald Trump thậm chí không cần bận tâm đến các phương tiện truyền thông chính thống nữa. Để thu hút sự chú ý, ông ta không cần. Chỉ cần Facebook là đủ. Bởi vì trên đó ông ta có thể tham gia vào mạng lưới cánh hữu rất lớn, nơi có một số lượng lớn những người da trắng cao tuổi của quốc gia. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, Donald Trump gần đây đã đăng trên Truth Social với lời kêu gọi chấm dứt tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản trong hiến pháp. Trên nền tảng riêng của ông ta, Donald Trump đã không giảm bớt những lời lẽ phát xít của mình về sự kết thúc của nền dân chủ, mà thay vào đó thậm chí còn trở nên hiếu chiến hơn. Và một viễn cảnh không khó để nhận thấy, một khi Trump thực sự quay trở lại với Twitter và Facebook, chắc chắn như vậy rồi, tôi tin như vậy. Bởi vì với nền tảng Truth Social riêng của ông ta, thì nó sẽ không đủ sức đẩy những lời nói dối và thuyết âm mưu đi xa được. Ông ta phải nhờ đến Twitter, Facebook, làm những bệ phóng giúp cho ông ta tìm đến với chiến thắng và quyền lực dễ dàng hơn. Và sự trở lại lần này chắc chắn nó sẽ gây ra những cuộc khủng hoảng bầu cử, khủng hoảng hiến pháp, hỗn loạn xã hội và một ngày 6 Tây tháng 1 khác với xác suất thành công cao hơn năm 2021. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin chúc tất cả quý vị một ngày Chủ nhật an bình, hạnh phúc. Xin cảm ơn và xin kính chào.